Sau khi Vân Lam Tông bị hủy diệt, Tiêu Viêm thông qua hòa ấn mà Dược Lão lưu lại xác nhận sư phụ mình sau khi bị bắt đi vẫn còn sống. Sau đó hắn cùng với Nạp Lan Yên Nhiên đi tới Vân Lam Tông gặp lại Vân Vân lần cuối trước khi chia tay. Kế tiếp là tranh thủ bế quan tu luyện, đáng tiếc là không thể đột phá. Tuy rằng có thể cảm nhận được một tầng ngăn cách đến đấu hoàng, nhưng muốn đột phá thì vẫn cần một cơ hội. Tùy tiện một hộ pháp của hồn điện đã có thực lực cấp đấu tông, như vậy hắn muốn cứu phụ thân và lão sư thì thực lực nhất định phải đạt tới đấu hoàng đỉnh phong, nếu không chính là tự chui đầu vào lưới. Khuân Nhi cũng từng nhắc nhở, nếu thực lực hắn chưa đạt tới đấu tông thì tuyệt đối không đi tìm nàng, cho nên Tiêu Viêm cho rằng thế lực phía sau nàng không kém hơn hồn điện. Tiêu Viêm trở lại tiêu phủ nhưng vừa mới xông vào thì đã bị mấy tên áo đen bịt mặt tấn công, bọn họ cứ tưởng là địch nhân xông vào nên ra tay không chút khách khí. Tiêu Viêm dễ dàng đánh bại bọn họ, đồng thời khen ngợi phòng vệ của tiêu phủ đúng là không tệ. Bọn họ đều là thuộc hạ do Tiêu Lệ bồi dưỡng. Tuy hành động thô lỗ, sát khí quá nặng, nhưng chiến lực lại phi phàm. Có bọn họ bảo vệ tiêu phủ, hắn nghĩ rằng cương gia bình thường muốn lẻn vào e rằng rất khó. Tiêu Viêm đưa cho Tiêu Lệ một lọ thuốc thanh minh thọ đàn mới luyện chế. Đan dược này có thể tạm thời giúp tránh được sự quấy nhiễu của phệ sinh đan, nhưng cũng chỉ là kế sách tạm thời mà thôi. Muốn loại bỏ hoàn toàn phệ sinh đan thì Tiêu Lệ phải đột phá lên đấu hoàng. Qua ngày hôm sau, Tiêu Viêm cho mời pháp mã hội trưởng và mấy tộc trưởng đại gia tộc đến tiêu phủ để nghị luận. Sa Hình Thiên cũng tự mình đến đây, Tiêu Viêm nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Hắn đề cập tới dự định thành lập thế lực, muốn thế lực của mình còn mạnh mẽ hơn Vân Lam Tông, từ đó lấy lại uy danh cho Sa Mã Đế Quốc. Mục đích hôm nay mời mọi người đến là hy vọng bọn họ cũng có thể gia nhập liên minh này, cùng mưu tiền đồ. Nạp Lan kia cho rằng ý của hắn là muốn chỉnh hợp mấy đại gia tộc thành một thế lực duy nhất. Như vậy thì không khác gì Vân Lam Tông, ý định xưng bá đế quốc. Tiêu Đình đi ra giải thích hộ Tiêu Viêm, ý của nam chính là muốn mời mọi người gia nhập hình thành một liên minh, mà liên minh này sẽ bảo hộ tất cả thành viên. Những người ở đây trong đế quốc đúng là có chút uy tín, nhưng ở Tây Bắc địa vực rộng lớn này lại không là gì cả. Yêu cầu của Tiêu Viêm là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Đây cũng không phải chỉ có lợi cho một mình hắn. Sau khi gia nhập liên minh, tam đại gia tộc của mọi người sẽ lớn mạnh hơn bất kỳ khi nào trong quá khứ. Liên minh sẽ cung cấp công phá đấu kỹ cho từng gia tộc để bồi dưỡng cường giả cung cấp không ngừng cho liên minh. Sáng kiến này cực kỳ hợp lý và có lợi. Nhưng Mộc Gia vẫn thắc mắc muốn gia nhập phải bỏ ra cái giá thế nào. Tiêu Viêm cũng thẳng thắn luôn, hắn muốn những người gia nhập liên minh sẽ phải tách ly khỏi gia tộc và coi liên minh là gia tộc, giữ gìn tất cả lợi ích cho liên minh. Mọi người nghe được những lời này cũng cực kỳ bất ngờ, nhưng Tiêu Viêm cũng nhiều phương án khác, chia đều chức vụ cho các gia tộc, không để bọn họ thiệt thòi. Hai ba đồng thay mặt Mễ Đặc Nhĩ gia tộc gia nhập đầu tiên, giành lấy vị trí trưởng lão thứ nhất. Mộc Gia và Nạp Lan Gia cảm thấy bất mãn. Hai ba đồng lúc nào cũng ủng hộ Tiêu Viêm, vậy mà bây giờ còn làm bộ. Nhưng sau khi bị Mỹ Đỗ Toa thì cũng phải thay đổi thái độ. Bọn họ nhanh chóng đồng ý gia nhập liên minh. Pháp Mã và Sa Hình Thiên cực kỳ phân vân. Đối với Pháp Mã hội trưởng thì công hội luyện dược sư khác với gia tộc. Công hội không có hạn chế quá lớn cho luyện dược sư. Bọn họ phần lớn là người tự do nên công hội cũng không thể lựa chọn thay bọn họ, cho nên Pháp Mã cũng không thể đưa ra quyết định. Tiêu Viêm đưa cho lão thêm vài điều kiện khác là bồi dưỡng chỉ ít 10 tên ngũ phẩm luyện dược sư cho công hội và giúp Pháp Mã trở thành lục phẩm luyện dược sư. Lời này làm cho Pháp Mã cũng phải cân nhắc. Hơn nữa, dựa vào thành tựu mà luyện dược sư hiện tại của Tiêu Viêm, ông ta lập tức đồng ý gia nhập liên minh. Bây giờ chỉ còn Gia Hình Thiên nữa, vốn dĩ ông ta không được mời tới đây. Sau khi nhìn thấy tất cả các thế lực lớn đều gia nhập liên minh, nên Gia Hình Thiên cũng muốn tham gia. Tiêu Viêm đương nhiên không từ chối. Đến đây thì liên minh đã hoàn toàn được thành lập. Việc kế tiếp là đặt cho nó một cái tên mà thôi. Hắn quyết định đặt tên cho liên minh là Viêm Minh, Tiêu Viêm sẽ là minh chủ. Trưởng lão viện có thể định hướng minh chủ, uy quyền của bọn họ quá lớn. Tiêu Lệ lo sợ rằng sau này Tiêu Viêm sẽ gặp phiền phức, dù sao những người này đều là lão hồ ly. Nhưng Tiêu Đình lại tin rằng có Tiêu Viêm ở đây, bọn họ sẽ không dám làm gì đâu. Ngay sau đó, đám người Lâm Tu Nhai, Liễu Kình và ba thế lực tại Hắc Sắc Vực cũng đến thăm hỏi. Để cảm ơn sự trợ giúp, Tiêu Viêm đã chuẩn bị một viên đấu linh đan, có thể giúp thực lực đám người Lâm Tu Nhai tăng thêm một tinh. Về phần ba cường giả đấu hoàng Hắc Sắc Vực, hắn sẽ giao ba viên hoàng cực đan cho bọn họ trong nửa tháng tới. Với uy tín của hắn, bọn họ hoàn toàn tin tưởng. Tiêu Viêm không quên nhờ vào bọn họ sau này trợ giúp chiếu cố cho Tiêu Môn nhiều hơn. Đám người Lâm Tu Nhai cũng không tiện ở lại Sa Mã Đế Quốc hơn nữa, nên cáo từ rồi quay về Hắc Sắc Vực. Tự nhiên và Mỹ Đỗ Toa vẫn ở lại. Mỹ Đỗ Toa cho rằng với thực lực hiện giờ của hắn, có thể cưỡng ép bọn họ gia nhập vào liên minh, nhưng hắn lại không làm thế.
Tiêu Viêm cho rằng nếu cưỡng ép bọn họ thì cũng chỉ chia 5, xẻ 7, dẫn tới tình trạng nội đấu trong Viêm mình. Qua 2 tháng nữa sẽ tới ước định của hắn và Mỹ Đô Tòa. Cho dù sau khi kết thúc ước định, nàng ta liền có thể trở mặt, nhưng mà Tiêu Viêm vẫn không để tâm, hắn cần phải làm đúng với lời hứa. Chỉ tiếc rằng dược liệu luyện đan đã bị Tưởng Nghiên ăn hết rồi. Mặc dù lời nói của Mỹ Đô Tòa cực kỳ tuyệt tình, nhưng ẩn ý nàng ta lại muốn kéo dài thời gian. Tưởng Nghiên có số hiệu muốn đột phá, thế là Tiêu Viêm phải đi tìm một nơi kín đáo để bế quan. Hắn định đưa cô bé vào trong ma thú sơn mạch. Mỹ Đô Tòa cảm thấy lo lắng, việc tấn cấp cần năng lượng rất lớn, ma thú sơn mạch cũng khá phù hợp, nhưng mà nàng vẫn không quá yên tâm nên muốn đi cùng bảo vệ. Ba người đi tới một cái trấn nhỏ, Thanh Sơn trấn này chính là con đường tắt duy nhất để lùi tới ma thú sơn mạch. Nó cũng là nơi đầu tiên mà hắn lịch luyện sau khi rời khỏi Tiêu gia. Với dáng vẻ xinh đẹp của Mỹ Đô Tòa thì đi đâu cũng thu hút. Vô số lời bàn tán cùng ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào cơ thể nàng ta. Điều này làm cho Mỹ Đô Tòa tức giận. Cũng may là nàng đã kiểm soát được. Đột nhiên có một tên tráng hán và một cô gái hoảng hốt bỏ chạy. Hóa ra là bọn họ bị kẻ địch truy đuổi. Cô gái tên là Linh Nhi. Năm đó Tiêu Viêm từng gặp mặt nàng ta và cứu nàng ta. Nhìn thấy người quen bị ức hiếp, nam chính không thể không ra mặt đập cho đám người xấu một trận. Đúng là Tiêu Viêm, đi tới đâu cũng gặp rắc rối tới đó. Tập phim tới đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé. Xin chào!